What's up, gamers? Today we're back with another video. We're gonna be eating some spicy chips. Very, very exciting. Just a normal day thing. We got, today, gamers, we're gonna be trying them with my dad. Say what's up, dad. Hey, what's up? Yep. Very good. And you're gonna be trying it, right, dad? Yeah. Good. Okay. Yeah. Let's try some. Yeah, okay. Why you don't try with your mommy? We'll try with daddy and mommy. No, and chị bé right here. Rồi. No, you do first. You eat first. Very good. Not spicy. How many higher? No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Not spicy. One. Oh, just one? Mm. Oh. What? Cái không? Đâu có cái. No. So today, gamers, we learned that Doritos spicy chips are not spicy. Rồi, chị bé thử coi. Dan, you want to try this spicy? Dan. No spicy. Này mà nói cấp 10 bố bảo chua nhiều sour right đâu đan nó ăn thử miếng coi thế ở ngoài đọc nó như thế nào chili lemon thế thì vừa cay vừa chua thử coi xem cấp độ mấy đọc coi thử coi nó cấp độ mấy cái nào phải mua phải nói là bơm thành lửa luôn á thì mới nó có cái chip nó cay quá nó đưa một cái thôi. Ừ, đấy đúng rồi. Đấy, mấy cái đấy đấy. Mà mấy cái đấy chắc nó không bán đâu. Nó bán hả? Có. Nó bán không? Nhiều người xài. Nhiều người mua. Thế bữa nào mua thử ăn xem thế nào. Nhưng mà ăn nhiều cay nha. Cay không? Ăn thứ hai bắt đầu cay đó. Cay chưa? Cay đó. Đâu thử ăn miếng thứ ba coi. Bây giờ đây cây tê đó. Rồi, ăn thêm miếng nữa con. Cây tê ngay đầu rồi. Ừ, ăn miếng thứ hai bắt đầu nó hết cái lưỡi rồi đó. Đưa mẹ. Rồi ăn đi. Để em thử ăn 4-5 cái lên cái tay tới đâu. Ăn nhiều nhiều nó vào tí, ăn hết bịch cái đi. Xem có phải đi tắm không. Thôi ba không ăn đâu. Không, ba không ăn đâu. Tại ba ăn xong rồi cay quá, ba uống nước no quá mà chịu không nổi. Em làm thử miếng nữa này. Đi. Bé ăn nửa bịch kìa. Ăn hết bịch cái đi. Cay không sao mà chua. Nó cay quá chua. Chua nó mới nó gứt. Nó chua lên nó đỡ cay á. Nó chua vô nó làm cho mình chịu cay á. Nhưng lúc mà ăn nó nó không chua. Lúc không ăn chị thấy chua không thấy cay. Nhưng mà lúc mà ngấm thấy sạch tê lưỡi. Nó ngấm vô bắt đầu nó mới tê cái lưỡi mình. Cái này thịt nó tẩy mẹ thích ăn không kìa. Cái này nó của Đại Hàn mà phải không? Của mẹ. Của mẹ à? Ớt mẹ, ớt mẹ, ớt mẹ này hay lắm.
mình ăn vào vô nó không cay, nhưng mà khi mình nuốt vô trong họng rồi á, bắt đầu nó cay từ từ. Mà nó có cay trong ruột, cay ra không? Nó cay từ trong cổ họng nè, nó cay nè, nó nóng từ trong cổ họng, nó đang nóng nè, nó nóng từ cổ họng, nó nóng ra. Thế ăn miếng nữa xem em xem đi. Ôi. Ăn xong rồi nhổ răng cho nó đỡ bị đau răng. Nếu có răng nào hư anh nhổ luôn cho phát khỏi phải đi tiệm nữa, tốn tiền. Khi nó tê lưỡi tê răng khỏi phải tốn tiền chứ sao nữa. Cái gì? Ai? Kêu mà mày bé tí mà đã hư. Con, chưa phải con. Mẹ con đang. Thì đo đạt thước tấc đi thì nó khắc gửi qua sau đâu có sao đâu. Mẹ con còn có mấy cái răng cộng. Giống cộng luôn. Cây mà tê tê ha, tê tê cái lưỡi ha. Không phải là ớt Pháp à? Ớt Pháp hình như tê chân răng hả? Không biết. Thì khi nào muốn tôi chứ tê nhất thế giới về ăn thử. Có nhiều thằng ăn xong phải đi tắm á. Nó có một thằng ăn nên nó khóc, nên nó một hồi nó uống sắp hết một bình nước, một bình sữa. Uống sữa. Em Đôn, lấy sữa cho mẹ uống. Thôi. Mẹ chịu không nổi rồi, lấy sữa nhanh. Làm ly sữa đi. Tê rồi không uống sữa. Nó tê nhưng mà gãy răng bây giờ. Nó tê nhưng mà... Ừ, nó tê không uống sữa gãy răng. Cái chip bể này nó tê lâu. Còn mà ớt của Hàn Quốc đó là ăn vô nó cay nhưng mà chút xíu là nó hết. Cay rồi. Cay rồi. Cay rồi.